dự luật cấm nhập khẩu uranium của Nga. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm khẩu uranium dùng làm nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân từ Nga. Các thượng nghị sĩ vào ngày 30 tháng 4 tính theo giờ của địa phương đã nhất trí thông qua dự luật cấm nhập khẩu uranium của Nga sau khi Hạ viện có động thái tương tự vào tháng 12 năm 2023. Dự luật này sẽ được chuyển đến Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Sau khi ban hành thì Mỹ sẽ cấm nhập khẩu uranium làm nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân có nguồn gốc từ Nga. Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ được bãi bỏ trong trường hợp có ngoại lệ về nguồn cung nhiên liệu của các lò phản ứng hạt nhân của Mỹ. Dự luật này cũng sẽ giải ngân 2.7 tỷ USD trong một đạo luật được thông qua từ trước để mà Mỹ xây dựng ngành công nghiệp chế biến uranium. John Barrasso, thành viên Ủy ban Năng lượng Thượng viện Mỹ, tuyên bố Wyoming có uranium để mà thay thế hàng nhập từ Nga và chúng tôi sẵn sàng sử dụng nguồn cung này. Một ngày trước khi mà Thượng viện thông qua dự luật thì phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ kêu gọi quốc gia này áp lệnh cấm nhập khẩu uranium từ Nga. Và điều này sẽ đảm bảo với ngành công nghiệp, đồng minh và các đối tác của Mỹ đưa ra quyết định rõ ràng về thiết lập chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân đảm bảo không bị ảnh hưởng từ đối thủ trong nhiều thập kỷ tới, phát ngôn viên chia sẻ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, thì uranium nhập khẩu từ Nga chiếm khoảng 12% lượng nhiên liệu mà các nhà máy điện hạt nhân Mỹ sử dụng trong năm 2022, và Mỹ chỉ cung cấp khoảng 5% lượng uranium sử dụng trong nước. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gương sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi International Home Shopping 1888 688 2999.